ơi, con vào lấy bố mới lo nách bố đi bố bán cái. Không. Ê, vào lấy cho bố mượn cái chìa khóa xe máy xem nào. Cũng không. Vậy con đi vào trong nhà, trông em giúp bố gái. Lại càng không. Sao nay con khó chịu đấy? Bố biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Nay là trung thu, bố quên à? À, bố hiểu rồi, muốn quà chứ gì? Vâng, lần nào cũng phải nhắc bố chán kinh. Thôi được rồi, để bố đi bán mấy đơn thôi nách nốt, xong bố mua quà cho nhá. Tưởng gì? Vâng, tình cảm bố con lại tăng lên rồi đấy. Đợi bố tí nhá, bố đi giao nốt mấy đơn hàng. À. Anh ơi, ngoài có đơn hoa nách này. Đi đâu hết rồi nhỉ? Ra mới quẹt cái nhức hết cả tay. Cái gì đấy bố? Lồng đi ăn thì cần cái gì? Chịu rồi. Sao đó được? Thế nhờ? Cái gì mà lắc đầu con? Bố ủng hộ tiền cho các cô chú chưa? Rồi. Thế bố ủng hộ bao nhiêu? Con heo của con được 5 triệu thì bố ủng hộ 5 triệu chứ cần bao nhiêu? Con thấy sao kê có 500 thôi. Bố làm con thất vọng quá. Ăn gì thì ăn, chứ ăn tiền từ thiện hết cứu rồi. Đúng, ăn gì thì ăn chứ không được ăn tiền từ thiện. Chắc ok rồi đấy. Sao đó được. Lấy được chưa em? Lùi ra. Lùi nữa ra. Được chưa? Lùi nữa đi. Ở đây nó chỉ lùi cái này thôi. Nồng thế, Nguyệt. Có phải thôi. Mày quá, không cần bàn lẩu rồi. Chúc em vượt qua bảo lùi nha. Xe anh nhá. Đây, có thế này thôi. Ừ, nồng thế. Đây chụp cái đẹp rồi nhá. Vâng. Chụp cái đẹp ra. Nước nó có vậy thôi. Sâu chưa? Sâu rồi. Ừ, nồng lắm anh ạ. Vậy sâu rồi. Vậy sâu rồi. Rút nó đồ đấy. Đây đây mượn đây, mượn á. Đây đây mượn á. Lấy cái ảnh đi em ơi. Đây, nhìn nhá. Sâu chưa? Thôi được rồi. Giống rồi. Ok. Đi anh lên. Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại mình đang có mặt tại cái khu vực ngập lụt rất là sâu luôn. Chỗ mình đứng đông nhất nó đang tới hông đây rồi. Ra các chỗ sâu nó còn lút cả người đấy cơ. Nên mình rất may mắn được mọi người dân ủng hộ cũng là đưa các cái phần quà mì tôm, nước ngọt và bánh. Mì tôm ít thôi. Sao anh lui ra chỗ sâu? Này nó có vậy chỗ sâu đó. Học TikTok ơi, học TikTok thay đổi làm giàu. Thôi mẹ bà đi, không ai học TikTok của mẹ đâu. Mày biết cái gì? Biến đây. Biến gì biến? Con nói mẹ không nghe nhá. Mẹ mày không nhà tao đốt mía mày. À, đây rồi. Này, nhóm gì đấy? À, cháu đang tìm nhà Hải Sen. Bác có biết nhà Hải Sen đâu không ạ? Mày tìm vợ chồng nó làm gì? Cháu tìm để đến xem học TikTok bác ạ. Vợ chồng nó dậy nốt khoáng nghỉ rồi. Ơ kìa, đi đâu đây? Nghỉ rồi thì cháu về bác ạ. Vợ chồng nó nghỉ chứ bác có nghỉ đâu. Bác định dạy cháu á? Ừ, mày không biết tao là ai à? Thế bác là ai? Tao là mẹ nó, dạy cực chất hơn cả nó ấy. Thật không? Tao già bằng tuổi này trẻ nhẹ tao lừa mày à? Thôi đi về tao dạy. Thôi được rồi, cháu tặng tiền bác đấy. Lúa về. Sao đó được. Thôi, bố mới nhặt được 2 lít. Đưa tiền đây. Tiền này anh nhặt được mà. Không nói nhiều, đưa đây. Thôi mẹ mày, cho bố mày xin cốc nước mạch. Trên trời nắng này, khát nước lắm. Không có mạch múng gì hết, mang xe vào dẫn cơm. Mẹ, vợ với chả con, cho xin ngủ có mạch, không được. Ai nhô ngang đồng tắt vụn, đem hỏng bán không? Được 200 rồi á? Được vậy thôi anh ạ. Bố bán xe đạp à? Ừ, xe của tôi thích thì tôi bán này. Bố bán xe, mai lại gần gì mà đi.
Mày biết cái gì? Vào! Con chào con Mách mẹ. Bố phải lại chịu khó đấy. Không phải việc của con, vào bán xí rô đi. Bố không phải việc của bố, bố bán hơn anh đi. Khá nhờ. Thế vào đây ý đồ gì? Hôm qua bố bán xe đạp đúng không? Đúng, thì sao? Bố bán xe đạp, bố cho con một ít, thương con Mách mẹ đấy, bố chết rồi con. Mách mẹ à? Thì bố hỏi con nhé, bố bán xe đạp để làm gì? Bố đi uống bia đi, con biết thử à? Đi uống bia đi, uống hết rồi, làm gì mà còn bán kia. Bố cứ đợi đấy, con Mách mẹ. Mẹ ơi, con cho xem cái này. Lần này bố hại toang rồi. Ông bán xe đạp lấy tiền uống bia đúng không? Ông dặn nốt đi, xong vào tôi bảo. Đồ ăn ông mà, còn lâu. Mẹ con mày, có mới quần cái áo mà giặt lâu thế không biết. Xong chưa, vào tôi bảo. Xong chưa, con mới đấu đây nè. Thôi mẹ mày cứ vào trước đi, lăn đường bố vào sau nhá. Định vào hỏi tội bố mày ạ, còn lâu. Bố cũng khôn đây. Ê xe này, cho mọi chìa khóa đi giao hàng cái. Có cái xe đạp bán mất đi thì chỉ có đi bộ. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền. Chứ công chứ. Thì bố à? Chiếc xì bò, chiếc xì bò mới mua anh về anh xây nồng. Xây nồng xong tính luôn là một dài đời. Thấy đèn xanh anh vừa qua, thấy cầu ngàn đàn đường tròn nhìn thấy anh bắt nắm tay nhau. Thôi đâu nha. Nhìn gì đây bố? Con nhìn thấy cái gì đây ạ? À? Xì bò đấy. Bố hãy kia đấy, bố hãy lấy tiền ra mà mua xì lô à? Tiền bố tiết kiệm. Tiền bố dùng quỹ điện. À con bảo mẹ xem. Xem ơi, bố hãy mua xì bò à. Xì bò là cái gì? Xì bò của Giang Châu ấy. Chắc không qua mẹ mắng, hôm nay bố mua xì bò để đi giao hàng mặc kệ bố. Nhưng mà bố hãy lấy quỹ điện để mua đấy. Ông kia, tiền đâu mà mua xì bò à? Mẹ buồn cười thật. Tiền anh tiết kiệm đi, tiền ở đâu? Tôi là nghi lắm nha, mỗi lần ông đi bán hàng về tôi thấy tiền là thiếu thiếu đấy. Thiếu là thiếu thế nào? Bố Hải chưa biết ăn bớt một đồng nào của mẹ Sen đâu nhá. Bán hôm nay hôm nào về cũng đủ tiền. Đây là bố Hải tiết kiệm được tiền ăn sáng này, ăn trưa này, ăn tối này, còn tiết kiệm cả tiền xăng này, không liên quan gì nữa nhá. Thế từ nay đừng ăn nữa, cứ vậy mà tiết kiệm. Ok, bố Hải không cần ăn luôn. Giờ chỉ có xì bò thôi. Sao đó được? À, bố Hải đâu không ăn cơm mà con? Bố Hải đang ở ngoài kia đang xem xì bò à mẹ? Con ra gọi bố ăn cơm. Vâng ạ. Bố ơi, mẹ bảo bà ăn cơm. Bố ăn xì bò rồi, vào mẹ con mẹ ăn đi. Ok. Mẹ ơi, bố Hải bảo bố ăn xì bò rồi, mẹ con mình ăn đi. Ông đi bà ăn cơm thật à? Không, ăn uống gì tầm này. Thế tối ông ngủ luôn ở ngoài đấy đi. Ok. Mẹ ông này đi không đi ngủ thật à? Ông đi ngủ không, để tao biết lỗi. Ngáy như tầm này, mẹ mày ngủ đi. Chiếc xì bo mới mua là về anh xấy nồng. Xấy nồng xong tính luôn là một dài đời. Thấy đèn xanh anh vừa qua, thấy cầu ngàn đàn đường tròn nhìn thấy anh bắt nắm tay nhau. Ừ giờ này ngã đi rồi à, thế nhở? À có cách rồi. Bác cường con đi rồi đấy. Cứ nói cái gì bố chả hiểu thật. Thì em bảo là bố có xe đẹp. Chả đẹp thì sao, khét không con? Tôi không biết, đáng ơi để mùi đâu. Thì bố cho con ngửi mùi khét nha.
Đứng yên đấy nha, bố cho con ngửi khét lẹt lẹt luôn. Vâng. Khét không con? Đúng là khét lẹt lẹt luôn. Chuyện. Thế bố ra xin đồ cho con luôn nha. Không, làm đấy mà ăn, tự đi mà giao. Nhớ mưa tí không xong, đi vào chỗ em. Mày chỉ được cái khôn long giống mẹ mày. Còn lâu bố mới đi giao nha. Sao mà đó được? Đúng là ngàn lời vợ nói, không bằng làn khói xí bò. Ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe thế nào? Đâu? Anh có nói cái gì đâu? Ông có biết anh cái gì không? Lấy xe của Thắng đi ra hàng của tôi. Đi thì đi. Giao hàng gì? Đơn giản, chỉ 1 phút 30 giây. Chị ơi, có đơn hôi nách này. Chị ơi, có đơn tẩy lông này. Ô, mẹ thằng này, có hàng kiểu gì đấy? Tôi đâu biết đây. Giao xong. Ơ, hình như quên chưa lấy tiền sao ấy. Đi đâu hàng không lấy tiền? Xe đi nhanh quá, quên lấy tiền. Mày đã ông nghỉ luôn đi.